Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chị ơi, em không muốn đâu. Trời ơi. Em gì chương trình? Miếng ăn là miếng tồi tè. Em đã một chút ăn rồi. Ăn đây. Đi rồi, cho miếng ăn đi, đi rồi. Đừng mà. Anh phải làm câu làm người đi nha. Đi rồi, rap cho em. Đừng mà. Bây giờ anh xuống bơi biểu diễn một tiểu phẩm sexy. Thì đó. Đúng vậy. Nghệ thuật nước đúng không? Đúng. Nghệ thuật lặn đi. Cổng đầu. Rồi vô vô chân lên. Muốn băng le đồ đồ cá các gì đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ em chẳng đầu xuống, anh kéo chân em lên nha. Ừ. Ờ, xin nhá, kêu nhìn tàu mò. Anh hát bài gì mà cho em biết với. Không biết bài gì hả? Sự mới quen là gì ha? Mới quen. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu. Em sợ, sợ gì nè? Sợ một ngày người chơi bề đêm mất. Cắt miếng này giúp. Anh muốn cà trà chứ. Anh muốn cà trà chứ. Ngảm ra xịt sát quẩn cái miệng lên. Cá tre là cái miệng tre ngay càng thúi. Rết. Để giờ có ăn đâu đúng mới không? Cho ăn nữa, mới cho ăn nữa. Tao có, anh có ăn đâu. Mình cắt con heo của nó. Cắt con heo à? Hoặc là mình đập. Ê, mới ăn chay xong mà. Mình sẽ làm gì con heo của nó ta? Kho tàu con heo nữa. Hay là quay con heo nữa. Em cám. Gì vậy chị Tấm? Em thổi tiết tấu lên được không? Sao bị chị Tấm? Sao bị chị Tấm? Như vậy là mẹ sai chúng ta. Em thấy sắp tới kỳ thi rồi mà chị còn học ngu. Cho nên em có mua những quả ốc chó để cho chị ăn bớt ngu. Ok, thì đó, chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Thì chị ngu, em cũng có khác gì chị đâu. Ấy vậy thì hai chị em mình hãy đi vô rừng và hái những hộp ốc chó. Hái thôi chị. Đúng. Lượm được trái nào thì mình nuốt trọng trái đó để chị em mình thông minh và sáng suốt hơn. Đâu, hai chị em mình thử nuốt cái nào. Thông minh quá. Thông minh quá. Nuốt là ngu rồi. Ây, Hiếu thứ hai tội nghiệp quá. Anh Tuấn thì chơi hời hợt, cố tình hại người ta. Đợt này làm Hiếu chiếm bot lane. À, em nghĩ cho anh Tuấn lên đi. Rồi, cát vô giùm em luôn, chơi luôn. Anh Tuấn nè, đưa cái thằng Phú vô được không? Cái thằng nó ồm ồm mấy hối mình đó. Đúng rồi. Ừ. Thôi, đi thôi. Té. Để xem ai đêm nay sẽ bị hổ vô. Hai con quỷ ghê quá. Hai con quỷ ghê quá. Trời, tại khi các bạn giành được thẻ ăn thì các bạn sẽ phải mang lại cho ban tổ chức. Ai chơi thì chơi, tôi xin phép mượn chiếc xe đưa cho em tôi đi chấn thương chỉnh hình. Dạ đúng rồi. Thôi mà, chim cò ha. Cảm động quá. À, thua một cuộc chơi. Còn hơn bắt cái khớp. Còn hơn bắt cái khớp. Trời anh. Đi khùng. Trời ơi. Anh nói cánh tay nhẹ rồi. Không, nó bị viêm á, viêm viêm nó ăn là tháo khớp đó. Hoại bên trong hoại ra. Hoại tử. À đừng. Trời ơi. Bớt lại. Chắc. Đừng miễn cho mà. Em bị cảm rồi. Nam thần một tay. Nam thần bị ảnh một tay. Từ đó về sau Kiểu Minh Tuấn chụp hình kiểu. Thời gian 10 phút của đội thua bắt đầu. Quy ơi ăn ăn. Quy ơi ăn ăn. Lăng tát vô lắm. Ủa là mình mất hết người hả? Tức là hăng quy đừng có lẫm. Ủa từ từ anh tôi đau quá. Anh quẹt một cái đau quá. Tuấn ơi, em có thật sự hiểu luật không? Nãy như lúc nãy em cầm được cái túi đó em đưa cho chị là em thắng rồi đó. Em tưởng truyền cho đội em ăn thôi. Khoan đi, anh em không hiểu luật. Em truyền cho anh mà. Chứ em chạy tới nó đụng em cái em gãy luôn sao? Lại đi. Lại. Tại vì đã định lên cho. Ngán chân. Ngán chân. Trời ơi.
Tuấn ơi, trời ơi Tuấn ơi. Không được em, nó mạnh quá, nó bự quá. Đúng rồi. Chết mày rồi, chết chị Lâm rồi. Rồi, 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 rồi. À, thì ra, nuôi chọn cái chết. Bạch ơi, rồi lên rồi, lên rồi, em ơi cho đội anh đi em ơi. Quy ơi cho đội anh đi Quy ơi. Cho đội anh đi Rít ơi. Tàu cố lên, anh không được gục ngã. Em chết với tôi. Em đầu ruộng rồi, em đầu ruộng rồi. Chị ơi, em có muốn đâu hả? Em gì chân trinh. Miếng ăn là miếng tồi ta. Em đã có số căng rồi. Em lòi ruột rồi. Cho em miếng ăn đi. Anh ơi. Hay quá anh ơi. Đúng rồi. Đấm vô chỗ chương trình rồi đi. Chị Thắm ơi, chị Thắm đâu? Lắm, lắm. Em phải lấy cái mũi của anh. Anh đi nhổ ra đi. Chị đưa em, đưa em, đưa em. Ủa? Đưa chị em anh Giang ơi. Ra xa lên, ra xa lên. Lặn đi, lặn về Vũng Tàu đi em ơi. Tạm biệt. Vua cha đang cần em. Em không giấu nữa. Em là công chúa thi thầy. Em sẽ về quê hương của mình. Em mệt quá. Ông ơi. Anh ơi, mực nước càng ngày càng sâu rồi. Anh ơi. Làm ơi. Em tạm biệt anh. Miệng ăn. Em ơi. Anh ơi. Cái gì thoại lộn vậy? Anh Giang. Hãy tự cứu lấy mình đi. Đợi lâu quá. Bao giờ? Mình chơi mình xây xong cái là đến giờ cơm đó. Mình như hai thiếu nhi. Đưa cái bấm đây, đưa cái bấm cho anh. Cái bấm cho, cái bấm cho. Trời, trời ơi. Trời ơi. Anh ơi cho em ăn đi anh ơi. Anh đã có phiếu ăn rồi. Lan tấn công, Lan tấn công, Lan tấn công đi. Hiếu. Anh Huy bỏ đi anh Huy. Lượm cho mẹ em anh Huy. Anh quá. Hiếu. Rên ơi, cho anh Tấn ăn đi. Anh năn nỉ em mà. Anh em gặp bây giờ phải muốn làm sao để cho mình ăn đây. Rít ơi, cho miếng ăn đi Rít ơi. Đừng mà. Anh phải làm câu làm người để đền đáp cho em. Đừng mà. Bây giờ anh xuống bơi biểu diễn một tiểu phẩm sexy. Thì đó, đúng vậy. Nghệ thuật nước đúng không? Đúng. Nghệ thuật lặn đi. Cổng đầu. Rồi vô vô chân lên. Muốn băng le đồ đồ cá các gì đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ em chẳng đầu xuống anh kéo chân em lên nha. Ừ. Nhóc 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 nhóc
Hiếu ơi, em có miếng ăn rồi Hiếu ơi. Hiếu, em đưa miếng ăn cho tôi. Trời ơi, em ơi. Cứu Hiếu nè, cứu Hiếu nè. Mình đá, em xâm nổ người. Được rồi, để em gặp cho tôi ăn. Tôi xin phép. Anh uống gì vậy? Trả cho tôi. Trả cho tôi. Trả bịch đá cho tôi. Nữa hả? Trời, giấc mơ chưa? Giấc mơ chưa? Không có nữa hả? Về đây, về đây, về đây. Chị Kiều Minh Tuấn thắng. Kiều Minh Tuấn thắng. Ôi em. Tôi rồi, như vậy là với cái phần thi phụ để giành suất ăn trong bữa tiệc hoàng gia thì Kiều Minh Tuấn mặc dù còn có một tay thôi nhưng mà không biết bằng cách nào vẫn rất là xuất sắc giành được cái phần ăn ngon ha. Bạn được chính thức tham gia vào cái bữa tiệc hoàng gia. Còn Hiếu thứ hai, mặc dù bạn trong đội thắng nhưng mà bạn đã để mất cái phần này cho nên là bạn sẽ bị mất một món ăn. À, một món thôi. Quá dễ. Dạ, dạ, chương trình có món à. Một, hai, ba, quái cá trước. Xin vô em ơi, xin vô. Chìm xuống à, chìm kìa. Anh nặng quá. Ủa, đủ ăn, cho, ăn cho dữ vô. Trời ơi. Giờ bánh gì xếp. Quái cá trước. Yeah. Nhảy sát mép luôn là em thắng. Sát mép luôn. Đúng rồi. Lấy đai mạnh lên. Còn nè, còn nếu để khán giả ghi nhớ là nhảy xuống dưới luôn. Nhảy xuống dưới luôn. Khói không không? Muốn đi xuống dưới hả? Quái cá trước. Ấy. Rồi, sát mé rồi. Ai bắt, ai bắt, ai bắt. Tôi bắt em rớt xuống. Tôi bắt em rớt hết á. Ừ. Bắt anh rớt. Trời ơi. Anh dám ai rớt? Em với ai? Em với ai? Giang ơi phù hộ em. Trời ơi. Anh Giang ơi báo mộng cho biết nó ra cái gì anh Giang. Mày sẽ là đứa tiếp theo con à. Mày sẽ là đứa tiếp theo con à. Ai? Mày đó. Mày đó. Một, hai, ba. Ủa? Tăng, nhanh, nhanh, nhanh. Anh đâu? Sao vậy sao? Lém lĩnh quá. Mà còn lém lĩnh lần nữa là cho xuống xứ đi ra. Dạ. Con còn lém lĩnh hết. Không lém lĩnh. Ừ. Búa bao. Búa bao, búa bao. Ta là đó là con sẽ là người xuống nước. 3, 2, 1, lâm. Thấy chưa? Thấy chưa? Gian dối. Thì các bạn còn có thêm một cái nhiệm vụ phụ là các bạn sẽ phải phá để cho các cặp khác không thực hiện thành công nhiệm vụ của họ. Đánh họ được không? Đánh họ bất tỉnh. Bị đánh lại ráng chịu. Thì là được đó. Được nha. C. Đi đánh thôi. Đi thôi. Đây, di chuyển theo đường này. Đi, lên ngựa em. Chà. Chà. Có gì địa điểm? Mày kêu hữu coi. Ủa? Ủa? Để mình soi. Diễn đấm cám nha. Đấm cám. Ừ. Chị là... Chị là tấm. Rồi em là cám. Ừ. Cám. Nhưng mà biến tấm xíu. Trời, Kiều Minh Tuấn sao kêu vậy? Ai bóp cổ Kiều Minh Tuấn vậy? Xong rồi anh chơi đi mà bóp cổ anh gì? Trời ơi, thì cứ bóp cổ Kiều Minh Tuấn của tôi mà. Ủa, có khi nào bên mình chơi ốc chó bên kia lấy ốc heo không? Bên mình chơi ốc chó bên kia lấy ốc heo không? Lấy nửa ký ốc heo.
Trời thôi, sao nó xuống vậy? Im im. Sao cho con heo nó chạy? Giờ là mình cắt con heo của nó. Cắt con heo à? Hoặc là mình đập, đập. Mới ăn chay xong mà mình sẽ làm gì con heo nữa ta? Kho tàu con heo nữa, hay là quay con heo nữa? Em cám. Gì vậy chị Tấm? Em thổi tiết tấu lên được không? Sao vậy chị Tấm? Sao vậy chị Tấm? Như vậy là mẹ sai chúng ta. Em thấy sắp tới kỳ thi rồi mà chị còn học ngu, cho nên em có mua những quả ốc chó để cho chị ăn bớt ngu. Ok, thì đó, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, thì chị ngu em cũng có khác gì chị đâu. Ấy vậy thì hai chị em mình hãy đi du rừng và hái những hộp ốc chó. Vậy thôi chị. Đúng. Lượm được trái nào thì mình nuốt trọng trái đó, để chị em mình thông minh và sáng suốt hơn. Đâu, hai chị em mình thử nuốt cái nào. Thông minh quá. Thông minh quá. Nuốt là ngu rồi. Ồ, trái ốc chó dướng ở cần cổ chị kìa. Wow, em cũng có một trái nè. Em có nhiều trái lắm, chị muốn coi không? Chị có trái thận. Em có trái tim. Wow, chị có trái tính trái nết. Tính trái nết. Em trái gió trở trời. Wow. Chị có gì nữa nào? Chị có chị có trái phải. Wow. Wow. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Bây giờ nha, lát lự xong rồi giật cái dây thả eo dài. Bây giờ lại. Ê, giống Tiết Nhiệt Đới, giống như Lương Minh Hải với lại anh Thư ngày xưa đó nhá. Đó. Yêu chỉ có yêu mới làm cái này đúng không? Cái bài là tình yêu trong lành nhân thế gian là cánh hoa đêm giữa tuyên lan. Mà sao dẫn heo vậy? Tiết Lan mà. Kỵ thêm con heo không có lý do. Ủa làm gì? Làm gì hả? Quay MV hả? Quay MV hả? Tình yêu trong lành nhân thế gian là cánh hoa mềm giữa tuyên lang. Dù con này mới ăn cái gì ta? Con heo mà hỏi ăn gì? Con heo ăn tao nè. Con ăn hạt ốc chó. Hiếu thứ hai, thật là không bằng thằng Hiếu thứ nhất. Thằng Hiếu thứ nhất là ai? Thằng Hiếu thứ nhất không biết. Nó là vô danh, nhưng mà theo cái câu chuyện cổ tích thằng Hiếu thứ hai kể lại là hai đứa học chung một lớp, nhưng thằng Hiếu thứ nhất là nó học khôn hơn. Phụ đi. Ủa làm như vậy bên kia là đốc đi soi ác hả? Rồi tình nhân đi chăn heo hả? Còn bên kia nuôi heo hả? Ê, có một con chó xuất hiện mà mình đang tìm ốc chó. Vậy thì mày diễn ác coi nè, nè con chó này, quay cận con chó giùm tao nè. Nè. Em biết. Dạ. Chương trình kêu chúng ta đi nhặt cái gì? Đi nhặt ốc chó. Vô tình có một con chó đứng bên cạnh chúng ta. Vậy thì cho chị có sao không? Đó, trái nóng rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Gì vậy? Em hút nồng cho chị. Cứu tôi quá, cứu tôi. Hết tiểu phẩm, nhớ dùng tiểu phẩm. Ê, hai tụi tao viên ha. Viên. Về dựng cường chết nha mấy đứa. Về cắt. Con này nó lai vậy thôi mà dễ cắt mình. Lên sóng con này tao đấm nha. Nãy từ là cái trí tệ không đó. Mà coi dễ gì. Sáng ra liền ba tiểu phẩm. Sáng giờ là có vui cái gì đâu. Phải dựng thức này thôi. Đúng rồi. Em ơi. Em. Dạ. Ê tao kêu ba cái em mà sao mà dạ chậm vậy. Em biết. Đã bao lâu rồi
em chưa có được đi lúp. Hả? Đi lúp. Em chắc cũng đã 3 năm rồi. 3 năm, vậy thì em có muốn đi ngay bây giờ không? Dạ em muốn. Bú xin là bụng mơ. Bú xin là bụng mơ. Chị ơi, nghe em có đem tới một cái đèn lúp mới. Bú xin là bụng mơ. Thì phải không ngắn gọn. Vui giờ cái này vui luôn nha chị Dừng ơi. Vui nha bà Dừng, bà Dừng cái này cho vui nha. Em ở nhà em mà. Thôi, 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 nó la thì nó la. Nhưng mà má cô đã bán cho gia đình của rồi. Má cô đã bán cho gia đình của rồi. Con heo này, con heo này là con của em. Má người đã bán cho gia đình ta rồi. Chưa. Má đi, bông xanh đi. Má đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Đi con, đi con, đi con, đi con, chạy con, chạy con, ông ngoại đi con. Mệt quá. Cô làm gì tôi? Cô ra! Cô làm gì tôi? Tôi ra! Dừng cướp về làng. Dừng cướp về làng. Rồi lấy cục đá bỏ vô đây cho đủ. Đủ không Tú? Coi coi. 400. Đây. 400. 400. 400 hơn. 400 giác. Cái này là 400 được rồi. Chưa đạt yêu cầu. Các bạn đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Cho tôi hỏi là ekip đã thảy bao nhiêu gram ra rồi đó? 2 ký mà đi ba cái khu vực này á. Thật ra là hồi nãy ban tổ chức đưa cho cái cô thảy là 2 ký mà cô ăn hết ký 7 rồi. Thôi kỳ bởi kiểm đó là kỹ. Không còn luôn. Rồi như vậy là đội của Lâm với Chris thất bại trong nhiệm vụ buổi tối của mình. Tên Thảo Khấu thì tới cầm đi rồi quăng hết trơn. Còn lại có 2 cái cù bắp nè. Thảo Khấu. 2 cái cù bắp là tôi xin tặng cho Lương Dương Lâm cái. Với lại Hiếu cái. Alo 1 2 4. Alo. Chip chip chip. Alo alo nghe rõ không ạ? Alo nghe. Cool. Như vậy là Trường Giang em và Võ Hoàng Yến cũng thất bại trong nhiệm vụ buổi tối của mình. Em đang thử mi luôn á, chị vô chị không thương em. Chị bẻ miếng. Chị bẻ miếng người ta. Chị gì đâu chị Yến, chị ra dễ quá trời à. Muốn thực hiện nhiệm vụ tiếp không? Dạ thôi được rồi, dạ thôi được rồi. Rồi cặp cuối cùng. Dạ trứng bình thường ạ. Bỏ về 2-3 trứng, giây phút cuối cùng mang về đây về đích. Rồi á. Nhưng mà đội của đội này hơi dễ không? Sao dễ được nè. Đội này là dễ bị chết nhất nha. Không. Móng tay của móng tay chết ra vậy nè, anh thiệt em á. Để giấu đâu đúng không? Ra không có giấu, bắt buộc cầm trên tay. Nhưng mà cầm trên tay giấu đi cũng dễ mà. Thì đó để này nè. Làm sao làm được gì anh? Sao được, bắt anh bóp cái bể rồi. Đúng rồi. Tại không bắt rồi. Không bắt được rồi. Tại sao lại cho hai người chạy nhanh như vậy, một nhiệm vụ như vậy? Em thắng lại còn muốn gì nữa? Em sân si. Ủa, mình là chung đội luôn á. Ok. Ủa lộn, phải chung đội hay nào? Mấy bài biên tập mấy diễn như đúng rồi. Nó chơi một cái game này nhẹ thôi cũng không manh động gì cả. Để yên á, đây thế nè mọi người ơi. Thôi được rồi. Trời ơi. Cái diệu đi, y tế được. Bác sĩ. Bác sĩ. Cái gì vậy? Bây giờ chị nhờ một bạn biên tập ra lụm giùm cho em 1 ký 7 giùm cho em. Đốt, đốt, đốt. Ký mấy? Hồi nãy tụi em làm đúng sao? Đúng sao? Đúng sao? Ký 6. Đúng. Đó. Bây giờ ra lụm giùm em 1 ký mấy? Ký 6. Ký 6. 1 ký 6. Chị Tú, chị Tú chị nói là 2 ký. 2 ký. Mời chị ra lụm ký 7. Em mời chị ra lụm ký 6. Ký 6. Đúng. Nếu rồi đó thì mình mới tin được chứ. Đúng. Em đâu có ăn tối rồi. Không ăn tối nhưng mà tôi phải chứng minh là chị có rải hay không. Hay là chị hại người ta. Hả? Người có thể xem khi phát sóng, tụi em có hình insert về chuyện là đủ cái số lượng đó. Cách quá đơn giản. Nếu nếu mà đến lúc đó là quá trễ rồi. Đúng rồi. Lúc đó là lặng thêm, sốt thêm là dựng dựng thêm. Đúng rồi. Lúc đó dễ gì chị còn làm ở băng. Đúng rồi, lúc đó dễ chị còn làm ở trong Tây Promotion. Đúng không? Chúng tôi không hài lòng. Chúng tôi không hài lòng. Em đã làm gì anh? Tôi cũng vậy. Sao anh đập mỏng bể vậy? Đập người ta đập đàng hoàng, đưa bạn lên.
Mạnh quá vậy. Anh ơi, mình dính hai tới vậy. Không bị đi nè nha. Trời ơi, nó tué ra cỡ 3 mét đó. Đúng rồi, tại tổ chức người ta làm người ta có bạn bè chứ làm những chuyện mà cái máy mình không có được. Ừ. Tụi em lên đổ qua cho người ta hy sinh bao nhiêu ngày tháng bên đây ngày cuối cùng của mùi rồi. Anh hai cái chứng nó đúng rồi. Cắt không. Quá đơn giản. Nếu rồi. Nếu mà đến lúc đó là quá trễ rồi. Đúng rồi. Lúc đó là thêm là giận giận thêm. Đúng rồi. Phải công bằng. À tụi em còn nói nữa. Mà hai đứa kỳ quá. Người ta đủ 2kg đang thấy mà, đi mọi người ơi. Nè, ăn luôn đi. Ủa, chị đưa làm em hết không? Nè, dọn cái này rồi khiêng bàn đi rồi vô. Nhục nhã gì? Đã chơi thua rồi. Con heo quá. Thôi, đi. Trời ơi, trời ơi. Thiệt chưa? Ra coi à. Đi vô chỗ. Chị ơi, đâu rồi? Chị ăn nhiều vô. Đi thi rồi. Cái chén đâu rồi chị? Trời ơi, chị ơi. Ô, chị quên. Sao hay đu tụi tôi quá. Thấy tụi bẩm tụi tôi hay cái đu vô. Ghé vô à, đâu đâu. Thôi mình để nắp lẩu lại cho nó mau chín nè em ha. Đó cho mượn nắp. Ừ. Ý, trời đất ơi. Ôi, chờ xíu thôi. Chị ơi ăn đi, cái nồi lẩu của mình đã dẹp lép rồi. Chị ép nó như bánh tráng vậy. Em đậy lên đầu con trên đi vơ đi. Tại mày mà tụi tao xui đó. Chúng tôi đã quen với cái việc mà ngủ sức khổ rồi. Quên em lại ra mày. Lại ra mày. Em lại ra mày anh Giang. Anh đừng có không không nữa. Anh nghe dễ quá. Rồi giờ tôi rồi. Tôi chào Kiều Minh Tuấn. Hai chị em mình đi. Đồng ý không? Đồng ý. Yes. Hai chị em mình. Cùng nhé. Anh em mình lên sóng anh em mình. Hai anh em mình. Hai anh em mình. Yeah. Yeah. Anh em tôi. Dạ. Em chọn gì? Cuồng nhiệt đi anh. Cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt. Em quay cuồng. Mệt quá. Mệt quá rồi. Nè, ngủ cùng Jennifer bữa đi. Cho em gửi gắm nghe. Bây giờ ở đây chỉ còn hai chúng ta và anh quay phim thôi. Chúng ta hãy thiệt, mình mà không có nghề này á, mình may mắn hơn ta đó. Mình đừng có than khổ than cực nữa. Mình may mắn mình được. Em tưởng mùa này là mùa gì, lúa chín gì. Nhiều khi mình tới những cái nơi mà du lịch chưa tới đó, thấy không? Hoa mùa lúa đẹp lắm. Được mọi người yêu thương. Được ăn ngon mặc đẹp. Thứ ra đẹp thì đẹp lạ thiệt lạ. Lúc thì em kể gia đình em là khó khăn rồi, lúc thì nhà một người bán vàng, bán vàng. Thì bây giờ gia đình em là giàu hay là nghèo? Em dựng chuyện cho mọi người phải không? Em kiếm mấy cái review rẻ tiền ở trên YouTube. Kiếm review rẻ tiền là anh. Lòng thương hại. Lúc đó hả thì mày tâm sự mày khóc hết nước mắt ở gia cảnh của mày. Khi hả mày hả review cái tòa lâu đài của ba má mày. Lạc khóc rồi, anh em thương cảm rồi. Hả ba mày hả đi gì đó mà không có cái áo lạnh để mặc. Rồi rốt cuộc mày quay cái lâu đài 2000 mét vuông. Trời ơi. Nhà ba hả? Hả? Nhà của ba em vậy hả? Đúng rồi, ngày xưa nhà bán vàng nữa. Giờ đang ở đó luôn hả? Không, cái nhà ông ngoại. Ông ngoại. Dạ ông ngoại đó nhà ba. Trên mạng đang có những cái clip mà 10 sự thật chưa biết về YouTuber giàu nhất Việt Nam. Trở ra thấy là Rick nha. Sự thật của Rick là gì? Thằng ở BD. Thằng ở BD. Mây núi. Mây núi ơi. Các bạn mây núi nè. Ừ thì mây cũng buồn nè. Mây cũng xưa mây có hay lang ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Có người đó thật ra là mình. Anh nói miệng anh nó băng là để ý đó, anh không thuộc con miệng anh lớn quá trời là anh lớn lấy bắt tông hơn he cho mọi người. Trời ơi. Wow. Resort. Resort cái nhà đó. Nhà trên tường kia.
tháng bảng rồi. Và là em ruột bán tin thật. Con bé xinh chiều xinh gì vậy? Không có thơ. Dạ, nhỏ rồi đi xuống. Cái mày gì á? Giá mà thanh nhạc anh là cũng 7 điểm mày. Anh mặc đồ hết được 5 điểm rồi. Đeo trên phơi xui lắm á, đúng rồi. Thôi bây giờ đeo cái bàn đi. Đeo bàn hết. Ngày đền tội đã đến rồi. Đi. Rồi xíu quá. Quang ơi. Đây quang. Đi quang. Quang đi Quang. Biêu đầu anh mời ra. Không à. Quỳ xong. Biêu đầu thì chúng. Tôi vô giận. Nói. Nói. Để cháu đặt chân của miền Bắc. Mà dở. Tôi vô giọng. Ngon ngon đố tôi chém mấy chai miền Nam đi. Năm cái hình kia tôi biết hết. Nè, miếng ăn ân huệ. Thôi mình ăn đi anh ơi. Dạ. Để bé đó đi. Đây. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Trời ơi, khổ quá hả? À. Hãy cứu tôi đi. Hãy cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu đồ dùng. Hãy cứu tôi, cứu tôi, cứu đồ dùng. Rồi vô bán đi. Bỏ ghế ra, nhưng mà vẫn quỳ nha. Dạ. Luật đã chơi rồi, hồi nãy anh nói chơi đi, chơi đi. Đúng rồi. Anh dán đầu đi. Quỳ. Tôi nhớ ra rồi. Gì? Tôi được ăn ngon, tôi có thể ăn ngon. Có không? Có không? Yeah. Đúng rồi. Yeah. 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 Ủa, tôi có thể ăn ngon. Em còn có thể ở quán tôm đúng không? Đúng vậy. Ăn sướng. Kim bài miễn đói. Kim bài miễn đói. Sao? Vậy là ông trời sắp đặt hết. Đúng. Đúng không? Tôi giả vờ thua để tôi xài thẻ thôi. Ở hiền thì gặp lành. Tôi giả vờ thua để tôi xài thẻ. Lên. Trời ơi anh em ơi. Nè quay qua sau lưng nè. Để hả? Mình còn rửa tay rồi. À để bóp gà bóp gà. Lai bôi. Lai bôi đây. Đã rồi. Ừ, lai bôi rồi. Ăn đi mọi người. Vậy thôi hả? Vậy thôi chứ. Lấy cơm, đưa cơm đây. Ba bữa cơm cho con đi ba. Rồi. Nè Hiếu nè, cho cái đùi. Dạ. Trời ơi. Quá em cảm ơn anh. Quy nè, ui cái đằng. Ôi cảm ơn anh. Lâm phô cao nè, Lâm phô cao nè. Anh cũng thương em. Rồi, má đùi, má đùi. Má cánh. Dạ được luôn. Cảm ơn nha. Ngon bớt cơm dân coi. Ngon quá à. Nè, Tứng nè, dạ. Má đùi. Má đùi em thích anh. Ngon quá à. Đây cứ. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Gà gì vậy em? Là con gà này nó đen từ lúc đầu luôn hay là người ta làm cho nó đen anh? Trời ơi, đen từ chỗ gà người ta làm cho nó đen. Ý là tưởng món gà là lên đen. Ngon quá. Nước chấm thì ngon ghê. Mày ăn gì? Đem cục đen. Nhẹ nhàng quá. Mới bà nha. Ăn cái thịt trâu nha. Rất thật nhiều, thật nhiều. Thật nhiều nha. Ngon lắm. Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần. Duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.